Vật tư Phan Nhân xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà cung cấp gần xa trong cả nước. Xin chào quý anh chị và các bạn. Phan Nhân là một công ty mà chúng tôi chuyên cung cấp bạc đạn dây cura các loại xây nhông xích. Thì bạc đạn dây cura xây nhông xích thì chúng tôi bán cũng rất nhiều nhãn hiệu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng bán theo những cái quy cách mà anh chị các bạn cần sử dụng. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái nhãn hiệu Yakura, mà cái nhãn hiệu này nó không phải là có quy cách sẵn, nhưng mà khi mà nhập hàng về thì nó có một cái loại dạng ống mà chúng tôi sẽ cắt ra theo cái bản mà anh chị các bạn cần mua. Đó là cái dây cura mà nhãn hiệu của nó thì xuất xứ từ nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam. Nó tên quy cách của nó là HTD 8M904 này anh chị các bạn. Thì đây là một cái mã dây cura dùng cho các thiết bị máy móc đã sản xuất định hình sẵn. Đây là một cái mã dây cura định hình, đó là dây cái mã của nó là HTD 8M904. Thì cái dây cura này á, nó cái kiểu của nó là nó dây cura rang anh chị các bạn. Mã của nó thì mã như thế này, nhà sản xuất người ta đặt như vậy đó, cái mã của nó như thế này. Và khi mua cái hàng này anh chị các bạn cho chúng tôi cái bản rộng nha, bởi vì cái này á, là chúng tôi cắt theo cái bản rộng của quý anh chị các bạn. Công ty á, người ta nhập về một cái loại ống như thế này đây, một ống, cái ống nó là một ống bên ngoài thì nó là một cái ống cao su cura, ống cao su dây cura như vậy. Ống nó cao, cái chiều cao của nó cao lên 1 mét. Và khi mà khách hàng mua đó thì bắt đầu người ta đưa vô cái máy, người ta định hình định vị cái chiều rộng của cái bản dây cura này, người ta đưa vô, người ta cắt ra thành cái đai như vậy đây, những cái dây, những cái sợi như vậy là theo cái bản rộng của quý khách hàng. Ví dụ như khách hàng mua là dây cura HTD 8M904 thì anh chị các bạn cho chúng tôi biết là cái bản này bao nhiêu. Ví dụ như anh chị các bạn cái bản này 30mm, 20mm, 50mm, 60mm thì chúng tôi sẽ báo giá cho anh chị các bạn trước. Và khi anh chị các bạn chọn mua thì chúng tôi sẽ cắt hàng cho quý anh chị và các bạn. Đây là một cái loại dây cura mà nó không có định hình sẵn về cái bản anh chị các bạn nha. Đây là loại dây cura nó không định hình về cái bản. Thì tùy theo cái trục máy, cái mức độ tải trong cái máy móc đó thì người ta sẽ chọn cái bản nhỏ, bản lớn. Bản nhỏ bản lớn thì có thể là có người chọn bản 30mm. Thì cái bản này anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin chính xác là cái bản này là quy cách của nó, đơn vị tính nó sẽ là mili nha, mili. Thì có người là chọn là 30mm, có người chọn là 50mm, có người chọn 100mm hoặc là 150mm. Cái mã dây là cái mã dây của nó là HTD 8M904. Thì cái dây này á thì công nghệ của nó là của Mỹ nha anh chị các bạn. Công nghệ của nó của Mỹ, nó ghi trên dây như này, nhưng mà nó sản xuất tại một số nước của châu Á và nhập khẩu vào Việt Nam. Và công ty chúng tôi là một đơn vị cung cấp thương mại dịch vụ cho quý anh chị và các bạn. Rất mong quý anh chị các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915886916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo thì công ty chúng tôi sẽ gửi cho anh chị báo giá cụ thể. Trước khi chúng tôi có nhận được đơn của anh chị các bạn thì anh chị các bạn đã nhìn thấy cái sản phẩm này rồi, và mình nhìn thấy, mình tua đi tua lại nha, mình tua đi tua lại rồi mình quyết định mình mua hàng và cho chúng tôi những cái thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ xử lý giá nhanh. Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.